Như nãy gặp bà cụ, con trai bà 51 tuổi chết mà bà khóc, hai con mắt bà sắp mù. Khóc. Bà gặp những đức, con cái rồi đưa đến, xin cho bà vô cộng tu cho bà đỡ khóc. Những đức nói, bà hởm trong chùa cũng có cái bà kia, con bà mắc, bà khóc, bà vô chùa. Cuối cùng những đức khuyên bà đừng có khóc nữa, mà bà vẫn khóc. Cuối cùng những đức môi hai mắt bà mắc tiêu. Bà nghe chồng của bà cười sặc sặc sặc. Bà nói bình thường thôi, bà cười sặc 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 chứ chàng. Thấy ngộ không? Nó đúng rồi, nói chuyện nhiều cái bất cừ. Nó tự nhiên mình nói bà ở đó cũng có bà kia, con cũng mắc bà khóc. Bà vô chùa khuyên bà đừng khóc nữa, bà vẫn khóc. Cuối cùng đêm đó bà ở chùa bị những đứa môi hai mắt bà. Bà nghe bà cười sặc sặc, con mới cũng cười nữa. Xong những đứa nói bà thấy không, bà thấy bà cười bà cảm giác làm sao? Nó cười sao thấy thật sảng khoái quá. Ừ, cười một chữ sảng khoái, vì sao bà không cười đi? Những đứa nói cho bà nghe, cái thằng con bà nó đúng ra nó siêu thoát à, cho bà biết. Mà do những cái giọt nước mắt của bà á, cái giọt nước mắt mà bà tưởng đó là thương yêu, cái giọt nước mắt mà bà lôi kéo, bà làm cho thằng con của bà bây giờ nó bao nhiêu cục đá nó đè lên người nó kìa, bà biết không? Bà ác lắm. Bà tưởng nó bà khóc vậy là bà thương con mà. Ác lắm không? Ác hơn cá thắt lát. Thì biết rằng, nói cho bà nghe, bây giờ bà muốn con bà siêu thoát không? Nó dạ thưa thầy, thầy nghe thầy nói sợ quá. Bộ con nó bị đá đè thầy, đè chết mù nó luôn cái bà kia. Bà không thấy đâu, thầy thấy. Con sao thầy? Đá đè nó kín mít chân luôn, lọt đúng cái ngón tay kìa con. Chết bồ con chạy ngực đè cái đó, sao nó sống nổi thầy? Thì nó chết queo rồi còn đâu sống nữa. Đè cái linh hồn nó, bà biết không? Bây giờ nó đã chết cái thân rồi mà cái hồn nó còn không yên nổi. Bây giờ đá đè nó kín mít chân, lọt có ngón tay một, nó hấp hối, nó thở. Sống qua ngày bằng cái linh hồn đau đớn. Bà nghe thầy nói sao đau khổ quá. Bà khổ nữa, bà khổ nữa. Bà vừa khổ cái cục đá lên mình nữa kìa. Nó sao? Vì sao thầy? Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa là hết đã. Bà đây, bà định ở tu bao lâu? Bà nói một tháng. Một tháng. Báo cho tin cho bà biết, một tháng ở đây bà không có một giọt nước mắt thì được ở, chỉ cần một giọt nước mắt là tôi moi mắt bà luôn. Bà với con có cười sặc 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 rồi đăng ký ở hơn, thấy chưa? Nói chuyện lạ kỳ chưa? Như người ta lỡ người ta khuyên, cụ ơi chuyện đâu còn có đó cục, con cái mắt nó cũng đã mắc rồi, con cái đến với mình có duyên thì gặp mà hết duyên thì xa. Bây giờ cụ có đau khổ thì nó chết, nó cũng đã chết rồi cụ à. Nói kiểu đó mà... Chịu nổi không? Nói kiểu đó mà quý vị kêu người ta hết khóc. Chịu nổi không? Nghe thì kể lễ rồi nhắc nhở giống như đúng, nhưng mà lại không phù hợp. Tôi moi mắt bà, miễn sao bà đừng khóc thôi, chứ tôi có moi mắt bà đâu. Xong những đứa kể câu chuyện, những đứa nói bộ bà nghĩ có mình con bà chết không bằng mơ hồi sáng. Nói chuyện gì vậy thầy? Cái bà này mới có 40 tuổi, có đứa con trai 12 tuổi, thằng con trai độc nhất, một cây một trái. Hỏi sao thầy? Nó chết queo rồi, mới 12 tuổi. Hỏi sao nó chết vậy thầy? Hoặc nhỏ xíu sao mà chết? Nó bệnh hoạn gì mà chết? Không có bệnh gì chứ á.
Thôi sao nó chết? Xe là tông nó. Hỏi xe gì? Xích lô. Cừ đố. Cừ đố quý vị. Chè sao gặp thầy cừ hoài vậy? Nói chuyện ta chết mà cũng cừ. Xe tông một cái ram. Hỏi xe gì? Xích lô. Nhỏ lợi ngay chân cái chỗ khu vui chơi. Khu vui chơi có xe xích lô chạy để tham quan. Nhỏ đi tung tăng chạy giỡn vui vẻ. Vậy mà chiếc xích lô đi tham quan đụng nhỏ chết tại chỗ. Số chết. Bà thấy chưa? 12 tuổi đã chết rồi, con bà nhiêu tuổi? Bà nói 50. Nó, con mà 50 tuổi nó chết cũng vừa. Nó 12 tuổi nó đã chết rồi, 50 tuổi làm gì không chết. Thấy chưa? Nói chuyện giải thích nó lạ lạ mà làm cho ta mắc cười quý vị. Rồi dẫn dắt cái tâm buồn khổ người ta đi ra ngoài. Những đức cứ nghe, ai mà nói chuyện những đức á, hoặc nghe những đức nói chuyện lạ lắm. Có bà kia bà nói công nhận thầy, con nói thầy đúng là kiếm khách thiệt. Ôi trời trời, xưa thì tôi mới nghe câu đầu tiên luôn. Tôi nghe thầy số 1, thầy vui vẻ, tôi chưa từng nghe kiếm khách. Bà chắc có viên kiếm hiệp nhiều lắm phải không? Lọc viên quá trời luôn. Tự nhiên mà gặp tôi mà nói tôi kiếm khách là sao? Tự nhiên kêu tôi là kiếm khách là sao vậy hả? Vì sao các hạ để kêu tôi là kiếm khách gì hả? Quý vị coi, tự nhiên kêu mình là kiếm khách, mà nói thầy biết không, có khi mà con buồn thầy, ai khuyên cỡ nào cũng không được thầy. Tự nhiên thầy nghe thầy nói chuyện thằng buồn cháy mất tiêu. À thì ra là gì. Mà biết không, tôi nói chuyện á, không phải là tôi kêu thằng buồn ra đâu, mà tôi chọc người ta vui. Khi người ta vui rồi, mấy thằng buồn trốn hết. Nên mấy thằng buồn nó gặp những đức phái lắm. Tại sao? Nó nói những đức gì nè, nếu mà không gặp thầy chắc buồn hoài quá, vì buồn cũng sung sướng gì đâu. Nhưng mà không có ai giúp cho vui được thầy hết. Nhưng mà từ khi biết thầy tới bây giờ hết buồn. Nên cảm ơn thầy. Thấy không? Nói chuyện giúp người ta vui, kêu thằng buồn ra đây chơi có. Ra đây. Ra đây buồn. Buồn mày ra đây con. À, ra đây chơi với thầy nè con. Thấy chưa? Kêu buồn ra. Đó, nó không chịu ra, nói à ra đây thầy cho sữa ốc chó uống nè con buồn. Kêu buồn ra, thầy ra đây con, ra đây. Hộp sữa ốc chó con cho uống. Cho nó sữa chạy ra. Buồn. Nên quý vị ơi, đừng có để cái buồn trong lòng chứ quý vị à. Thường cái người mà để nỗi buồn trong lòng lâu ngày, nó dễ vỡ mạch máu lắm. Buồn quá, viết tắc nghẹn chết. Chúng ta chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Nên sống trong cuộc đời này, quý vị đừng có làm cái chuyện ác ôn đó. Vì sao tự nhiên làm chuyện ác ôn là sao thầy? Quý vị buồn là ác ôn đó. Quý vị buồn kế đó là sân si đúng không? Ờ đúng, buồn là sân si kế bên. Phải không? Làm cho quả địa cầu này nóng thêm. Bộ nóng bao nhiêu chưa đủ sao mà quý vị còn làm cho nó nóng thêm, quý vị phải ác ôn không? Nghe không? Nên đừng có buồn nữa. Nhưng phải có phương pháp. Thí dụ như quý vị thường là buồn là do quý vị nhớ buồn. Thí dụ như cái bà kia, bà thương chồng bà mà bà nghĩ chồng bà có vợ bé. Thì bà nghĩ cái việc lúc mà bà ở bên cạnh chồng bà, chồng bà thương yêu bà, chồng bà chăm sóc bà đặc biệt ghê. Mà bây giờ nghĩ tới cái chuyện thằng chồng mình nó chăm sóc con nhỏ khác, tức gì đâu quá chàng ô chàng nó tức. Thấy chưa? Đó là do mình diễn cái cảnh trong tâm mình ra. Rồi nó lại phát cái tâm ích kỷ nhỏ mọn, không chia chác cho ai. Thấy không? Rồi bắt đầu nó tự đối lập với tâm mình. Và nghĩ, càng nghĩ thì càng chối buộc lại.
càng nghĩ thì càng hẹp hòi lại, càng nghĩ thì càng khổ đau nhiều. Bây giờ muốn hết buồn hết khổ thì mỗi ngày phải thường có một phương pháp để nghĩ. Là mình nghĩ ở cõi đời này không có gì tròn vẹn đâu, không có gì thuận tiện hoài đâu, mà có một nơi mà mình đến sẽ được tròn vẹn và suôn sẻ, đó là thế giới cực lạc. À, chỉ có thế giới cực lạc thôi à, là cái chỗ bình yên tròn vẹn suôn sẻ nhất luôn, không có chuyện hơn thua đấu đá. Còn ở cõi này thì được đó mắc đó, có đó mắc đó, sống đó chết đó, nó khỏe mạnh đó bệnh đó, đang khỏe mạnh gì tự nhiên bước ra ngoài bách 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 theo cô chị, đúng là nó kinh khủng được chứ. Có không, có bao nhiêu con người trong cuộc đời này bị coi vừa cũng ly rồi, à tôi anh cũng ly, à, à chúc mừng làm ăn phát đạt nghe, bước ra bách 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 đi coi phải không, nó xác thực kế bên, vừa chào hỏi đó vừa sống đó chết đó. Quý vị coi cái chung cư mini ở miền ngoài có thấy chưa, tối đêm đó còn gặp nhau chào nhau đi uống cà phê đồ, đi ăn cháo lòng đồ chơi đồ ngon lành. Tối đêm đó ai biết được tự nhiên nó bốc cháy lên, con người bị lửa bao xung quanh, kêu gào không ai đến cứu được, chết quéo. Thấy chưa, rõ ràng không, phải là cái vô thường trong cuộc đời chưa. Không chịu suy nghĩ gì, cứ cho rằng là cái gì trong tầm tay mình nó là vĩnh cửu, mình phải nắm cho chết, không ai được lấy. Bản thân mình khi chết rồi thì nó sẽ vô tay ai, ai mà biết. Cuộc đời mình hôm nay còn được của mình thì hãy trân quý ngày hôm nay đi, ngày mai nó không còn của mình thì đưa qua tay người khác. Trong cái cuộc đời này chúng ta có đòi sở hữu không, nên chúng ta khổ hoài. Mình á, chồng mình sở hữu của mình được hai mấy năm, 30 năm thì đến lúc nó đưa cho cái đứa khác xài chứ. Thì bản thân mình mở tâm lượng đó đi, sở hữu được nhiêu thời gian nó cũng được rồi. Cứ là muốn hoài không chia cho ai, te tua phải rồi. Còn được hoài thì cả đời thì cũng được. Còn nếu như mà nó giữa chừng đưa cho đứa khác xài thì mình nam mô với đạo Phật thì ngon quá rồi. Nghe không? Quý vị biết rằng tu vậy đó mà bây giờ nghe đi hộ niệm, đi vòng vo tâm quách, đi lang thang ngoài đường có ngày có chuyện, cẩn thận vô này. Nhà cư sĩ này lập ra cái đậu tràng 30 người lỡ tu, đi lỡ tu hành, cái thằng bạn cũng đò, anh em bạn đến tu chung, lỡ phụ trợ để sắp xếp đạo tràng 30 người tu, đi hộ niệm đồ cũng đi chung. Tin rằng bạn ngon lành, ai ngờ quý vị, thằng bạn vớt vợ mình luôn. Bạn vớt vợ luôn, ông này hụt hẳn luôn. Gặp những đứa hỏi bây giờ con phải về làm sao, Đức Đức nói ai biết. Tất nhiên đâu phải vợ tôi đâu tôi biết. Quý vị hỏi làm sao thì những Đức nói, một là gì, nếu vợ mình nó nhẹ dạ nó lỡ lặn vậy thì thôi, giống như nước qua đường cống thôi. Nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ thì nếu muốn giữ được cái cống này lại thì chúng ta nói rõ ràng. Thì bây giờ em lỡ nhẹ dạ vậy mà em còn thương anh không, còn còn thì thôi, còn thì nó à, được rồi, cũng như chuyện đó gói gọn lại cho nó qua đi. Còn nếu như mà mình là người hẹp hòi chút thì mình chia tay ly dị, nói đi theo thằng kia luôn thì mình mắc luôn vợ. Còn bây giờ thì thôi, bao nhiêu năm mình dùng, bây giờ lâu lâu cho người ta dùng thử thì sao. Mở tâm lượng gan chút đi, cũng là một phần lỗi lầm là do mình để cho vợ mình nó có thời gian quá, cuối cùng á nó ngồi nói chuyện đồ này kia, nó chia sẻ Phật pháp, cái chủ chia sẻ Phật pháp nó ghê lắm á, quá chị vợ nó chia sẻ Phật pháp ghê lắm. Ban đầu nó chia sẻ Phật pháp nghe mê lắm nghe quý vị ô. Nỉ non
chia sẻ Phật pháp nỉ non đặc biệt lắm á cô Châu. Mà chuyện dễ đâu kia, nói này nói kia nói nọ nghe ngon lành một thời gian vài bữa, trời ơi nó chia tùm lum tùm la chứ. Nó đây cái vụ đó nguy hiểm lắm quý vị. Nó nên Chu Quan Sĩ ngày dạy ngày nói nhà mình thuê người làm, vợ mình còn trẻ mình đi thuê trai đẹp trong nhà chứ, lựa cái thằng nào què què mình thuê á, hoặc cằn cội xấu xí đồ mình thuê vô nhà mình ở nó làm. Còn nhà mình có chồng trẻ mình đi thuê con gái đẹp trong nhà làm chi, làm xong đi về chứ mình thuê con gái đẹp trong nhà làm gì, mình để trong nhà có ngày chồng mình dính con nhỏ đó thì sao? Chú Quan Sĩ ngày dạy rất rõ ràng, thấy không? Nên bạn bè thì bạn bè mà đi đến nhà chơi hoài, không có mình ở nhà bạn cũng đợi lợi chơi được, lợi chơi của ngày nó chơi vợ mình luôn. Nó có đâu quý vị thấy chưa, nó có còn gì không? Thấy kinh chưa? Nó bây giờ thì mình, bây giờ mình tâm lượng mình mở ra, nếu bây giờ em còn thương tôi rồi tha thứ cho em đó, chuyện này xí xóa bỏ qua bên, từ hôm nay làm lại từ đầu bình thường hết, vợ chồng sống con cái đàng hoàng, kinh nghiệm, còn bạn kia mày đi chơi chỗ khác thì xong chuyện rồi. Còn nếu như mà bản thân mình hẹp hòi quá, mình lo lớn chuyện thì cuối cùng vợ mình đi theo bạn bạn luôn, mất con vợ, mất tiêu con vợ, không có con vợ nữa. Thấy chưa? Tính đi, mình đặt bài toán cho nó kỹ quý vị. Đối với chồng ngược lại cũng đối với chồng là vậy đó, mình khôn khéo thì mình còn thằng chồng, mình không khôn khéo thì mất tiêu thằng chồng. À, mình thật sự con người mình tình chấp nặng nề quý vị ơi. Như những đức nói nước qua lỗ cống thì chẳng còn lỗ cống, còn nếu như mình đá đổ cái cống thì mất, và mình mất tiêu cái cống. Ví dụ như mình có cây dù che mưa, hay cái dù che mưa không mấy bà, thì lâu lâu người ta mượn người ta che mưa, bản thân của mình mở rộng tâm ra thì chẳng còn cái dù, còn mình hẹp hòi mắc cái dù như thế. Hiểu không? Mắc cái chì lắc chài luôn sao? Nên tu hành phải khôn chút, nó mở tâm lượng ra. Con người ai cũng có những lúc bản thân mình phải giống như mình phải nhẹ dạ, nhất là phái nữ, nên vợ mình là mình phải thường nhắc nhở nó. Thì người phụ nữ nó dễ nhẹ dạ lắm, mình mà để cho nó nói chuyện với trai đồ này kia là nó nhẹ dạ, thật sự nó không có muốn đâu. Mà nhiều cái thằng bạo tác bạo tàng nó bay vô nó càng quét ai mà chịu nổi, thấy không? Thì bây giờ phụ nữ mà tội nghiệp người ta nên mình cũng tha thứ đi. Có nhiều đàn ông nó dữ dằn lắm, nó có khi mà ngồi gần gần nó bay nó đè đại, nó ôm đại, ban đầu cũng xô xô, xô một chút xô không nổi, im gu luôn. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mình nói mình không đổ thừa cho vợ hết đâu quý vị ơi. Nó có khi bản thân mình cướp cướp về nhà, nó cướp bây giờ nó nhiều lắm. Hiểu không? Nói quý vị nghe những cái điều chia sẻ này hãy nhớ kỹ, tu là tu đó, mà đi hộ niệm, mà đi bằng đêm rồi chạy lang thang ngoài đường nha, rồi bằng đêm bằng hôm không có chỗ ngủ, ngồi góc này góc kia, nằm giữa đầu này giữa đầu kia ngủ, rồi có khi ngủ không được, rồi bữa đó có sáng chăng, rồi cái thằng này nó lại làm thơ hay nữa, nhìn chăng sáng trước giường dưới đất ngỡ là hương, ngẩng đầu nghe thương nhớ, cúi đầu nhớ cô hương, chết bồ luôn. Câu thơ của nó ai chịu nói thiệt không, chết bồ luôn. Ê không, cái thằng này nó quá ngông tơ hay mà cuối cùng vợ mình mê, từ những bài thơ đó mà vợ mình mê mê đắm luôn, cuối cùng đi hộ niệm đội đi theo nó hoài. Rồi có ngày nó tự nhiên nó nói nàng ơi cái gì vậy, có chỗ đó ấm áp quá kìa nàng. Chỗ nào? Chỗ này nè nàng, lỡ đây nó nguy hiểm chưa. À, đi hộ niệm đó, dòng do tâm quắc đó, cẩn thận nghe, coi chừng á. Với một là đèo chạy xe tấm ba, kêu chạy xe tấm ba đó quý vị, xe chặt quá. Bữa đó đi hộ niệm bằng đêm về, thằng này nó chở hai bà leo lên ngồi, cuối cùng nó thắng một cái ạch, thắng một cái ạch, nó chạy một bài.
nó chạy một tay, còn một tay nó chọt chọt vô bụng. Ba này cừ cừ, rồi chết mồ. Kiểu nó giỡn kiểu đó mà cừ cừ là sống rồi đó, còn gì nữa. Một tay chạy, một tay chọt chọt chọt, vẫn giỡn như này, im gu. Rồi xong luôn rồi đó. Kỳ sau là nó chọt thiệt. Thấy chưa? Nó ghê lắm. Nó xe tống ba rồi đó, nó giật giật vài cái đó, là nó kiểm tra. Nó kiểm tra hộ khẩu. Hiểu không? Nó thấy không? Đi đi lang thang đi. Đi đến chùa tu là đi đến chùa tu rõ ràng. Đừng có đi tối ngày xách cái giỏ đi lang thang. Đi có ngày coi chừng bóng bóng bang bang. Chứ có chuyện xảy ra đó nghe quý vị. Nhưng mà con người sống trong cuộc đời này nó có những cái đối lập, cái tâm mình ghê lắm nghe quý vị. Như nãy buổi chiều như Đức tiếp một cái cô này trên thành phố xuất. Cách nay khoảng 2 năm về trước cô đã từng gặp Nhân Đức. Cô nói một câu: chồng cản trở đồ chuyện niệm Phật này kia, mà cô vô tới nhà vị sinh của ngồi cô niệm Phật. Nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không, nghe Pháp nhiều người, sau này cũng nghe Nhân Đức giảng Pháp. Vậy mà mới khoảng thời gian ngắn đây thôi, cô sụp 10kg. Thì đúng cái việc là có người đưa hình của chồng cô chụp hình với một cái cô nào đó. Chỉ có tấm hình vậy thôi, mà trong lòng của cô nó nghĩ rằng là chồng của mình phụ phàng mình. Cái tâm nghĩ vậy thôi đó. Rồi hỏi chồng, hỏi chồng, chồng nói không có, đâu có đâu, quen bình thường nên không có gì chứ nha. Nhưng mà bà nói có. Tôi nói với bà rồi, tôi không có nghe. Tầm bảy tầm bà chụp tấm hình cái tự nhiên bà nói tôi là ngoại tình này kia, tầm bậy quá, tôi không có nghe không. Bà nói có. Đi coi á. Nhưng mà bà rất là thương chồng bà. Nhưng mà trong lòng bà muốn tìm hiểu sự thật của nó. Mà bà hỏi rồi chồng bà nói không có, mà bà nói chồng bà có. Rồi bắt đầu là bà, chồng bà đi làm về, bà lỡ bà ngửi đồ, bà coi có cái mùi gì lạ lạ không. Vì mà cái tâm đối lập bà làm cho bà phiền não, mà bà thời gian ngắn ta bà sụt 10kg. Thì nãy bà đến bà gặp Như Đức nói chuyện, thì Nhân Đức nói một câu rằng: nếu như giả thiết rằng, nếu như Nhân Đức mà không đi tu mà Nhân Đức có người vợ như cô, Nhân Đức cũng có thiệt luôn. Tại vì sao? Vì cô tự đối lập cái tâm cô, mà giờ cô sụt 10kg thì cô nghĩ cô làm sao? Tự nhiên người phụ nữ sụt 10kg thịt thì nhìn cô giống khỉ khô không? Thêm là mỗi ngày cô cứ là nghi ngờ, cô dè dặt, cô nghi ngờ, cô hỏi đon, hỏi ren, cô hỏi này, hỏi nọ, hỏi kia tùm lum. Cô không có chịu mà gọi là sống cho một gia đình nó được bình an, mà cô làm cho cái gia đình này nó nặng nề. Bây giờ mà sống với cô, ai mà sống nổi? Bây giờ thật sự không có chuyện đó xảy ra, nhưng mà cô làm với có thiệt luôn. Thật sự luôn, thấy sợ cô á. Nhân Đức vừa nói chuyện với cô mà thấy cô còn sợ nữa, thì Nhân Đức biết ông chồng kia đúng là thê thảm. Tại vì sao? Cứ là hỏi đon, hỏi ren, nghi ngờ, đủ chuyện, quý vị nghĩ sao? Nó mà thương thì thương dữ lắm. Cuối cùng cô hỏi Nhân Đức: bây giờ thầy cho con lời khuyên. Nhân Đức nói rằng: cô im điềm vậy, cô sống đi, cô còn chồng. Cô mà làm quá có chừng cô mắc chồng. Làm quá mắc chồng thiệt. Im điềm nhỉ đi. Làm tròn vai trò, cái vai trò của mình, làm mẹ làm vợ cho đàng hoàng. Làm mẹ của con, làm vợ của chồng cho đàng hoàng đi. Rồi hoạt bát vui vẻ trong cái cuộc sống bây giờ. Người ta quá bận tâm nặng nề, mà bà còn làm cho ta áp lực nữa. Ai sống với bà nổi. Giết nó bỏ bà thiệt á. Nó
Nên qua câu chuyện này, những Đức nhắc nhiều người quý vị, thí dụ như mình hỏi người ta cái gì người ta nói không có, thì mình đừng có bao giờ bắt buộc người ta là phải có. Còn nếu không thì mình đi tìm cái câu giải đáp đi. Còn mình tìm không ra, mình khổ héo hon gán chịu. Dù mình nắm được bằng chứng cho rõ ràng đi, còn mình nắm không được bằng chứng rõ ràng, mình bắt buộc người ta phải có như vậy, thì là coi chừng bản thân mình sai, hiểu không? Nó nên Phật Pháp là cái gì quý vị? Là giải tỏa cái tâm mình. Dù là nghe Pháp và tự định không nghe những Đức giảng đó, thường ngày cô nói cô vui đến mức mà quá trời vui luôn. Lúc trước chưa xảy ra việc này, cô nói vui gì đâu mà nó vui, nó an lạc gì đâu mà nó an lạc, đừng có nói nữa. Những Đức hỏi bây giờ bà có an lạc không? Nó dạ không. Thấy chưa? Nên mình học Phật đó quý vị, nhớ kỹ nè, mình học Phật mình học làm sao á mà mình có những cái giả thiết từ tâm mình, có những việc nếu đến với mình thì mình sao, mình cho cái đáp án đi. Con người ta thường á, lúc mà thuận tiện thì chúng ta thường tự hào, ta đây, khi đụng chuyện là mình chết chắc, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên trong cái cuộc đời này tu hành á, muốn về cực lạc á, hoặc là sống trong cõi đời này á, không có cái gì mà nó tròn hoài chứ. Nhớ kỹ, không có gì mà thuận tiện hoài chứ á, mà không có cái gì mà nghịch hoài chứ á. Nó nghịch cỡ nào thì một ngày nào nó cũng thuận. Tại vì mình nhẵn, mình hướng đến mục tiêu đúng thì nó thuận. Còn nó thuận thiệt thuận thì có ngày nó cũng nghịch. Nó nghịch coi cái tâm mình sao. Nên mình nghe đạo, mình biết tu, quý vị nhớ, lúc vợ chồng hạnh phúc bình thường, mình thường có giả thiết từ tâm của mình, đừng có nói ra. Nếu như một ngày nào đổ bể ra chồng hay vợ mình, yêu người nào đó, sống với người nào mà mình biết được mình sao, mình đặt câu hỏi trước đi, để bản thân của mình có cái đáp án từ tâm, để lỡ sự việc đó có thiệt, bản thân mình không đến nỗi hụt hẳn. Thấy chưa? Mình cứ cho người ta làm như một tờ giấy thiệt là chắc, không có một miếng gì đen, có chừng đó mình này hụt hẳn á. Đừng bao giờ cho chồng là số 1, vợ mình là số 1. Đó, cái gì cũng đừng có đặt cái số 1 cao quá quý vị ơi. Thấy không? Nên có nhiều cô á, mấy bà nói thầy là 100%, thầy là số 1. Tôi nói tôi số mấy kệ tôi. Hiểu chưa? Có nghĩa là người ta có quyền đưa lên mình như thế nào, nhưng mình có quyền đặt mình vào chỗ nào. Để bản thân mình suy nghĩ, một ngày nào người ta đưa mình lên cao, người ta tự hạ mình xuống thì sao? Có khi trong cái cuộc đời này người ta đưa mình lên thiệt là cao, xong người ta ở dưới người ta cưa cây. Người ta cưa gốc cây quý vị. Người ta đưa mình lên cao, xong người ta ở dưới người ta âm thầm, ở dưới ai mà biết được, mình tưởng đâu ngon. Mình trên đó mình văng cái giọng mình nằm chứ cao chứ. Không gió mát mẻ, không gió đồ chơi nữa. Không gió đồ ngon lành, ai mà biết được. Ở dưới đây chèn ô nó cầm cái cưa ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt, tới cái cây ngã rồi quý vị nghĩ thì sao? Nên bản thân của mình á, mình lên cao á, mình cũng phải á, kiếm cái đoạn đường nào mà mình bước xuống, lỡ có nó gớt xuống thì mình cũng có đi xuống từ từ, chứ không đến nỗi mà mình hụt hẳn, mình gớt cái rầm xuống tan xương nát thịt, răng miệng gì bánh chanh hết chứ. Hiểu chưa? Nó nhớ kỹ nghe, trong cuộc đời này không có một cái gì mà hoàn toàn mà tròn hết á, còn không có cái gì mà thuận hoài đâu nghe. Thuận cỡ nào thì trong cuộc đời này vẫn có cái nghịch, mà nghịch cỡ nào thì trong cuộc đời này vẫn có cái thuận. Học Phật rồi, dù nghịch cỡ nào, quý vị hãy tìm ra một con đường thuận. Đó là tự quý vị tìm, chứ không có bao giờ mà nghịch hoài đâu. Nhưng nếu quý vị đi trên đoạn đường mà quý vị cho nó là nghịch hoài, khổ hoài, những đức tin 100% quý vị là con người tự bế tắc con đường của quý vị đó. Thấy không?
À, tự mình bế tắc con đường của mình đó. Nè, có cái chú này, ông gặp như đứa cũng nói, con cũng làm ăn kinh doanh cùng với thằng bạn. Thầy biết thằng bạn của con nó làm ăn phơ phớ đó thầy, cứ vợ vợ đẹp, con học không thua nó, đẹp trai cũng không thua nó, tính toán không thua nó, mà làm ăn thì thua nó, cứ vợ thua nó, con cái cũng thua nó luôn, cái gì cũng thua nó. Con nói con không cam tâm thầy. Nói con không cam tâm. Như Đức nói không cam tâm rồi sao? Không lẽ đi giật vợ, giật con nữa, giật của nó. Vô duyên. Tự nhiên không cam tâm. Con người nên chấp nhận cái mà mình đang có đi. Có những người người ta còn không có được như mình, nhưng do mình đặt cái vấn đề nó cao quá. Con người sống trong cuộc đời này hạnh phúc nhất là mình nên trân quý cái căn nhà mình đang có đi. Mình đừng có đi nhìn căn nhà biệt thự của người ta hoài, mình quên bổ túc cho căn nhà của mình. Mình cứ nghĩ người ta giỏi quá, mình leo lên không nổi với người ta. Leo chi cho nó cực? Leo chi à? Người ta lên tới trên cao rồi mình đi leo theo chi cho nó cực không? Mình cứ đứng cái chỗ của mình đang đứng đi, thì bản thân của mình cũng có sự tự tại. Ai biết cái thằng lên cao đến một ngày nào nó té xuống, nó té còn thấp hơn mình thì sao? Còn nếu nó không té thì mình chúc mừng cho nó, hiểu không? Đó. Người ta học thiệt là giỏi luôn thì mừng giùm cho người ta. Còn mình học không giỏi bằng người ta thì mình cứ cố gắng cái vai trò của mình đi. Tự nhiên mình đi cố gắng mình leo lên để chứ bằng người ta. Khi mình leo tới chết mình leo cũng chưa tới chỗ của người ta nữa. Khỏi. Con người sống biết an phận. Đã là phấn đấu rồi nhưng mà nó là như vậy thì là an phận. Chứ đâu phải là mình nằm chờ sung rụng đâu. Đã là mình phấn đấu rồi nhưng mà nó không phát triển được thì mình cứ an phận đi. Con người mà sống mà có góc độ vậy đó quý vị, đặc biệt chứ lắm. Không có tệ đâu. Nên có một câu nè. Người tu hành nên có phương hướng rõ ràng. Phương hướng rõ ràng này, trong cái thời mạt pháp này, ai chọn phương hướng cho mình rõ ràng nhất? Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài chọn pháp môn tịnh độ cho mình là rõ ràng nhất. Chúng ta nên tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã chỉ mình pháp môn tịnh độ này, mình tu là mình yên tâm. Những Đức nói với vị nghe nghe, cái người mà thường thất bại là sống núi này trong núi nọ, dù họ có gặp cái pháp của Phật chỉ đi chăng nữa họ cũng không thành công. Tại vì sao? Vì bản thân của họ không có định hướng rõ ràng. Họ tu nhưng mà cầu may nên họ không thành công. Nếu như con đường những Đức đi mà mười mấy năm nay cũng là cầu may thì những Đức không có thành công được gì đâu. Có nghĩa là những Đức toàn tâm toàn ý đi con đường này luôn, nên những Đức mới được gì. Những Đức cách nay 10 năm đi đến Đại Tùng Lâm, những Đức đứng ngay cái Đại Tùng Lâm, những Đức nhìn chàng ô cái ngôi chùa gì đâu mà nó bự dữ cái chàng. Ngôi chùa bự gì, làm sao mà quản lý ngôi chùa này, ngôi chùa bự gì sao mà quản. Ôi đi mà có chừng lạc đường chết mồ luôn. Ai mà biết vài năm sau mình lại là coi chúng ở chùa đó. Ai biết quý vị? Thấy không? Đó. Cái bắt nguồn từ đầu nó có gì đâu. Nhưng mà là do định hướng của mình rất rõ ràng. Mình đi mình nhiệt tình hết mình, mình mới có ngày hôm nay. Nên những Đức nói với vị, mình đã gặp phương hướng rồi, mình phải gầy dựng cho nó mạnh, mình phải đi lâu dài. Đừng có ở núi này trong núi khác. Mình đứng ở núi ông Cấm mình cứ nhìn núi ông Két hoài. Mình đứng ở núi ông Két mình nhìn núi Sam. Mình đứng núi Sam mình nhìn núi Dài. Mình
được ở ngọn núi nào thì mình cứ ở ngọn núi đó cho nó tốt. Lâu ngày mình cũng làm ông cớm ở núi đó chứ sao. Lâu ngày làm ông cớm ở núi đó chứ sao. Nó có cái thằng này, nó làm ăn cái gì cũng được. Nó đi đến một cái ngọn núi đó, ban đầu nó dựng lên cái trại nhỏ thôi. Nó nói dựng lên cái trại nhỏ ở núi này thôi, ai mà đi qua là ở đây mà sợ hãi này kia được thì giúp đỡ cho người ta. Vậy mà từ từ nó thu nạp thêm nguyên đám lô la, cuối cùng nó thành vua núi đó, quý vị thấy chưa? Từ một cái trại nhỏ mà thành vua núi. Còn nếu như mình đi đến cái nơi nào mình ở mà mình nhiệt tình hết mình, sau này bản thân mình cũng có chỗ đứng đàng hoàng ở nơi đó chứ đâu có tệ quý vị. Chứ đừng có bao giờ sống núi này chống núi nọ, ở đây nhìn chỗ kia, cứ phân hai ra. Con người mà thất bại là ngay cái tâm này nè, ngay cái tâm là tay này cũng muốn nắm mà tay này cũng muốn nắm. Vậy rồi sao? Hai cái tay nắm hai bên rồi sao mà mình đi đây? Như đứa hỏi quý vị, bây giờ ta bà quý vị muốn cực lạc muốn, vậy thì sao quý vị đi? Nhưng đứa hỏi quý vị đó. Bây giờ thí dụ như mình một lúc mình yêu hai thằng, một lúc mình yêu hai thằng, thằng này mình cũng nắm, thằng kia mình cũng tìm mọi cách nắm, cuối cùng nó kéo mình một phát đứt làm hai. Tại cái thằng này nó dịnh mình bên đây, thằng kia nó dịnh bên đây, nó gịch một phát. Không lẽ mình còn có nửa người mình sống sao nổi? Thấy chưa? Ghê không? Nên đi tu cũng vậy. Chúng ta đừng có sợ lập trường lại, mà chỉ sợ chúng ta không dám lập trường. Hiểu chưa? Chúng ta đã khởi đầu không đặc biệt thì chúng ta đừng bao giờ tiếc nuối cái khởi đầu đó, mà hãy lấy đó để làm kinh nghiệm trong cuộc đời, mà hãy phát tâm đầu tiên lại khi gặp cơ hội. Nghe không? Thí dụ như cuộc đời mình đi tu đi, mình gặp một cái pháp tu mà mình tu không có được, mà mình đã bỏ thời gian ra với cái pháp tu này cỡ mười mấy năm mình tu rồi. Bây giờ mình gặp một cái pháp mà Phật chỉ mình thờ một pháp niệm Phật thành tựu, trong lòng của mình cũng muốn niệm Phật, mà mình nói bây giờ tu cái pháp đó mười mấy năm rồi, bây giờ mà bỏ cái pháp đó tiếc. Tiếc gì? Mười mấy năm nay mình tu có được đâu tiếc. Mình đã không được thì mình phải quyết định mình quay đầu, mình phải quay đầu mình chọn lại thì sau này mình có tương lai hơn. Còn bây giờ mình lưỡng lự, mình liên tiếp. Cái bệnh này nhiều người lắm, bị lắm á. Trì chú bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ kêu niệm Phật không? Không. Giống như có cái bà vô ngôi chùa mình, chùa mình chuyên niệm Phật. Bà vô trong chùa, bà đã phát nguyện một ngày là bà trì 21 biến chú đại bi. Những đức nói bà chị không có sai, nhưng mà bà vô một ngôi chùa chuyên niệm Phật thì bà chuyên niệm Phật đi thì cũng như bà trì chú rồi. Không chịu nhận thức, thấy chưa? Tu mà không có thông cái tâm nên cuối cùng bản thân mình không có kết quả gì đặc biệt. Cuối cùng á, niệm Phật xong đi trì chú biết đi đâu không? Đi vô trong cái kẹt, trốn trong đó, ngồi ngồi trong. Bữa đó những đứa đi vòng vòng vòng, những đứa thì ưa đi vòng vòng chùa lắm. Tự nhiên những đứa nghe cái gì? Ủa? Đứa nào gọi đây kêu gà ôm sùm ở chợ? Vì coi, mới làm gì mà chị nhanh lắm. Làm cái gì vậy? Cái đấy, nào gà gì kêu gì tùm lum tùm la bay. Để thế, trong nó chui ra, nó dạ con thầy ơi. Bà làm gì ở đây mà túc ôm sùm với bà? Nói đâu có, chị chú. Nói sao chị chú mà chui vô đây? Sợ với thầy thấy, nói khổ ghê không?
Hay chi mà niệm Phật đó thì đặc biệt quá rồi, xong rồi. Còn lúc nào trì chú thì về nhà mình trì, xong chuyện rồi, chứ ai cấm đâu. Đó, mà bây giờ trì thì trì chứ ai cấm đâu mà tự nhiên đi chui vô đó chốt. Thấy khổ chưa? Tu hành mà không thông pháp, hành chấp pháp, không? Nó chấp đúng nơi đúng chỗ, chấp mà không đúng nơi đúng chỗ tạo thì cái phiền phức, tạo thì cái gánh nặng trên đôi vai. Chưa? À, tu hành phải hiểu. Tu hành là càng tu làm sao mà càng gỡ những cái cục đá trên vai ra cho nó nhẹ, chứ không phải là tu hành càng tu để càng để đá trên vai cho nặng nề đâu quý vị à. Thấy không? Cái này là cái góc độ sâu sắc ở trong cái hội chúng đông đúc. Nên mình á, sự chọn lựa của mình phải nhìn nhận. Giờ con đường như Đức đi, vị thấy rõ ràng đó. Nhiều cư sĩ mà ta gặp Phật pháp còn trước những Đức nữa, mười mấy năm nay mà khi ta đi vòng do tam quốc, như Đức ở có một nơi một à, cứ ngày ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi sau này Nam Mô A Di Đà Phật. Như chùa mình bị coi á, lễ lọc á, có những lúc mấy chú bật điệu địa chung A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có khi mấy ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm cho cái người đi đến chùa mình tu giết rồi á. Sao cũng được cái chứ nha. Bắt A Di Đà Phật thì niệm A Di Đà Phật, bắt Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật à. Quý vị coi giết con người ta hết tình chấp luôn. Cái cách những Đức làm là lý do như vậy đó. Đã là niệm Phật là tốt rồi, người ta niệm A Di Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, A Mi Đà Phật cũng được, Nam Mô A Mi Đà Phật cũng được. Có bà kia bà hỏi vì mô Phật được không? Nhưng Đức nói được, được với bà cứ niệm mô Phật thôi. Bà thấy được thì bà cứ niệm thôi. Ví dụ như A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó là Phật A Di Đà, là vị giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì mục tiêu niệm của chúng ta là để cầu ngày một ngày nào đẹp chờ ngày đến tiếp dẫn. Nghe không? Còn quý vị niệm mô Phật là Phật nào? Đâu phải có mình Phật A Di Đà đâu. Mình niệm mô Phật, mô Phật như Phật nào bây giờ? Bây giờ mình phát nguyện gì thế giới nào đây? Nên mình niệm A Di Đà Phật là đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng là Phật A Di Đà. Nam Mô A Mi Đà Phật thì cũng là Phật A Di Đà. A Mi Đà Phật thì cũng là Phật A Di Đà. Nó có một cái bổn nguyện rõ ràng. Có niệm mô Phật, biết Phật nào đấy? Niệm hoài không biết Phật nào đến trước mình được luôn. Vì sao? Vì không biết Phật nào. Bây giờ Phật cũng lưỡng lự, bây giờ nó niệm mô Phật không biết. Bây giờ sao tao đến trước đây, nó có niệm tên ai rõ ràng đâu. Có chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì còn biết đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Lưu Ly đồ này kia thôi thì có vị Phật rõ ràng. Còn cái này niệm mô Phật, Đức Phật ở mười phương khắp pháp giới, ngớ người hết chứ. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ mấy chục ông thầy đang ngồi, thí dụ như bây giờ quý vị ngồi gì, quý vị gọi, phải gọi rõ ràng. Thí dụ như đây là thầy Nhẫn Chí. Thầy biết thầy Nhẫn Chí. Ông Nhẫn Chí đứng ra giờ kêu tôi có chuyện gì không? Đó. Thầy Nhẫn Đại thì biết, à kêu tôi có gì không cố. Đó. Thầy Nhẫn Lăng thì biết, à kêu tôi đứng lên có chuyện gì không cố. Thầy Nhẫn Thịnh, cần thầy giúp cái gì cô? Người ta biết được đó là một cái danh xưng rõ ràng. Có những mô Phật, có những ngồi chung nguyên một nhóm gì kêu thầy. Ai à, kêu ai à? Ngớ người không? Kêu ai à? Ai kêu tôi đó? Thấy chưa? Nên từ nơi đó tự nhiên mình kêu thầy, nguyên một nhóm ngồi đông ị để mình kêu ai. Mình hỏi ai kêu tôi đó. Vì thấy Phật cũng ngớ người luôn, không biết gọi Phật nào. Các ngài đứng cũng bây giờ định tiếp dẫn, nhưng không biết phải nó gọi mình không.
Giờ mình gì mà mình lỡ mình rước nó nói thôi tôi không đi theo đâu, quê chết mồ luôn. Cái cách giảng này là cái cách vui nghe quý vị. Đừng có bắt bẻ làm chi. Ngồi trong cái chỗ đông người nóng nực, giảng pháp nó phải có cái khả năng pha trò một chút để làm cho cái người nghe nó sống động. Thấy chưa? Chúng ta chia sẻ gì, Đức Phật mười phương cũng vui hoan hỷ nè. Chỉ có những con người không hiểu chấp nhất thì nói ủa Phật mà gì kỳ vậy, ta chấp pháp nữa thấy chưa? Thấy không? Nhiều chấp lắm. Miễn sao ta giảng vui được rồi, có phương hướng rõ ràng được rồi. À, quý vị coi ở một nơi niệm Phật A Di Đà mà phát triển của chùa chiền đến mức này. Cái đây là cái định hướng cho mình nhìn. Yên tâm rồi. Nếu bây giờ các anh em trong chùa mình mà mấy anh em sau này gì được như những đức gì, mỗi người cảnh giới gì thì mấy anh em coi đúng là số 1. Thấy rõ ràng không? Đó. Bây giờ ở đây cái chuyện mấy anh em làm rõ ràng nhìn thấy hết trơn rồi đó. Ở thời gian 5-10 năm là mấy anh em biết hết trơn, biết rõ ràng hết trơn. Chuyện chùa chuyện quản lý thì sao biết hết trơn. Nuôi các cụ sao biết hết trơn luôn. Phật tử nữ tính tình sao biết hết trơn luôn. Bà nào đẹp bà nào xấu biết hết trơn luôn. Ở nơi nhìn hoài biết hết trơn chứ sao, đúng không? Đó. Ở một nơi định hướng rõ ràng, chọn mục tiêu chuẩn xác, nên sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Góc độ chọn lựa rất quan trọng. Chọn mà đã sai rồi có cố gắng cũng uổng công vô ích. Chọn mà đúng mục tiêu thì cố gắng nó mới thành công. À, nên duyên phước rất là thù thắng. Những đức đi tu cũng không biết chọn cái gì. Bây giờ thì mình nói cho người ta nghe, nhưng mình đi tu không có biết gì đâu chọn. Nhưng mà duyên phước nó đưa đẩy mình, nhưng mà đưa đẩy mình đi đến cái nơi mà mình ở đó và mình có thể tiếp nhận và mình có thể cố gắng, đó gọi là duyên phước. Có những người người ta cũng đưa đẩy gặp cơ hội mà người ta lại bỏ qua. Nó thấy chưa, bỏ qua mà. Nó giống như anh em đây ngồi, nhớ chú Linh, ổng ba mấy tuổi thấy không, mắc vậy mà chưa siêu thoát á, về đây cũng nghe pháp, nó cố gắng nương vào đâu chàng niệm Phật để mà được giảng sanh cực lạc. Ba mấy tuổi tu ở trong chùa năm mấy đi về nhà, không nó đi về nhà xong đi làm mà về nghỉ ngơi đột quỵ chết queo, thấy không? Trẻ khỏe ngon lành luôn. Nó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.